Phụ nữ đầu tư vào đâu để đẹp hơn, ở đâu cũng nổi bật. 1. Mái tóc, làn da. Chọn được kiểu tóc phù hợp sẽ nâng tầm đường nét khuôn mặt. Làn da phản ánh cả tình trạng sức khỏe bên trong của bạn. 2. Thể hình. Gầy quá hay béo quá trước hết là nguy hại tới sức khỏe, sau là làm bạn thêm phần tự ti. Đứng lên luyện tập thôi, rồi bạn sẽ cảm ơn chính sự nỗ lực này. 3. Trang phục. Không nhất thiết là hàng hiệu, quan trọng là sự chỉnh chu, thoải mái và phù hợp với sự kiện. 4. Ánh mắt, phong thái. Cái này tiền cũng không mua được. Bạn chỉ có thể đầu tư thời gian để rèn luyện nó qua suy nghĩ và hành vi của mình mỗi ngày một thôi. 5. Kiến thức và trí tuệ. Khi bạn có hiểu biết, trí tuệ, bạn sẽ nói chuyện thú vị hơn, cuốn hút hơn. Bạn sẽ giúp đỡ được nhiều người và còn đẹp hơn trong mắt người khác. 6. Đầu tư cho nội tâm. Tu dưỡng khí chất, làm giàu vốn sống, nội tâm mạnh mẽ mới làm chủ được cuộc đời. Một người phụ nữ không độc lập tài chính sẽ thiếu đi lòng tự tôn, không độc lập về tư tưởng sẽ thiếu đi sự tự chủ, không độc lập nhân cách sẽ thiếu đi tự tin. Thế nên, đừng tiết kiệm tiền dùng để đầu tư cho chính mình.